Thưa quý vị, có thể nói, Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 diễn ra trong tuần qua là thí điểm thực sự thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chưa bao giờ, một hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng lại được tổ chức với quy mô lớn như vậy, với 500 đại biểu dự họp trực tiếp, hơn 80.000 đại biểu dự họp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu khắp cả nước. Hội nghị đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ của đảng ta, đó là cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực là không thể đảo ngược và sẽ không ngừng, không nghỉ. 10 năm qua, hàng chục ngàn vụ án bị đưa ra xét xử, hàng ngàn cán bộ bị xử lý kỷ luật, bị xử lý hình sự. Đây là những con số biết nói về kết quả bước đầu trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn, đó là con số 93% người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành. Niềm tin của nhân dân về không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng và những vụ án được xử lý nghiêm minh chính là lời cảnh tỉnh cho việc rèn giũa, giữ mình của đội ngũ lãnh đạo cán bộ đảng viên hiện nay. Cán bộ đảng viên trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, phải biết xấu hổ khi bản thân và người thân có hành vi tham nhũng tiêu cực. Cha ông ta đã dạy rằng, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một phần. Tránh tình trạng chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi dê chân người. Cấp trên ở chẳng chính ngôi, cho nên ở dưới chúng tôi hỗn hào. Thấm những câu, tức là phải gương mẫu, phải giữ gì. Tổng Bí thư cũng lưu ý cần tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan tổ chức đơn vị, kiểm soát có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tổ chức bộ máy phải tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực, trước hết là các ban chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan nội chính từ trung ương đến địa phương. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thật sự có bản lĩnh, thật sự liêm chính trong sạch, không chịu bất cứ sức ép không trong sáng nào của tổ chức cá nhân, bất cứ sự cám dỗ mua chuộc nào của những kẻ phạm tội, có chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nỗ lực phấn đấu toàn tâm toàn ý với công việc. Tôi đã nhiều lần nói rồi, phải phòng chống tham nhũng tiêu cực trước hết và ngay trong các cơ quan phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ngay sau hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 diễn ra vào ngày 30 tháng 6. Ngày 1 tháng 7, Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã họp phiên đầu tiên, thống nhất một số nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trước đó, ngay sau Hội nghị Trung ương năm khóa 13, Ban Thường vụ Thành ủy đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Có thể nói Đà Nẵng là một trong những địa phương thành lập Ban Chỉ đạo sớm nhất trong cả nước. Đây là minh chứng cho sự quyết tâm của thành phố, thể hiện sự lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, nhất là trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tôi đề nghị là các thành viên ban chỉ đạo tập trung lãnh đạo chỉ đạo để giải quyết tốt 5 cái vụ án mà hôm nay chúng ta đã thống nhất đưa vào diện ban chỉ đạo theo dõi. Rồi cơ quan thường trực tham mưu cái việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các cái kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các cái kết luận của Thanh tra Thành phố. Vẫn rất cần thời gian và những con số để minh chứng cho hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực ở cấp địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình trạng tham nhũng tiêu cực suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, vẫn chưa bị đẩy lùi và còn có chiều hướng diễn biến phức tạp. Chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết, được người dân đặt nhiều kỳ vọng và sự quan tâm, theo dõi,
góp phần thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực xuyên suốt thời gian qua. Đó là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.